Coi chừng cả bẫy, kiểm tra nó. Tôi phát hiện ra ở đây không có cạm bẫy nào cả. Lại gần, sử dụng cái nâng giác. Một điều bất ngờ xảy ra. Trên kia có ngay một trái bông keo. Chắc chắn khả năng cao ở phía trên sẽ có người. Tôi sẽ không di chuyển theo phía trước mặt, bởi vì như vậy rất dễ đánh rắn đụng cỏ. Và điều chúng ta nên làm lúc này, đấy là hãy di chuyển và lợi dụng tính năng của con nhân vật Alok. Tích hợp chiêu tính năng này giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn và chạy thẳng lên phía đồ trên khu cổng trời. Tầm nhìn xa của game Free Fire là 800m. Khả năng lúc này kẻ địch phát hiện ra tôi là 1%. Với trang bị hiện tại đang có là XM8 quái thú và bông keo, tôi có thể xử lý mọi tình huống nếu như bị kẻ địch bắn úp bất ngờ. Tốc độ hiện tại mà tôi đang chạy là 12 km/h. Với tốc độ này thì khả năng dưới nạn của tôi sẽ là 65% khi bị bắn úp từ một vị trí bất ngờ. Tiếp tục chạy thẳng theo phía trước mặt 50m nữa. Như vậy tôi đã phát hiện ra là kẻ địch ở ngay đâu rồi. Ngay phía bên tay trái có một hòm xác. Điều đó càng khẳng định suy luận của tôi là đúng. Tôi quyết định chạy ra ngoài để lộ vị trí. Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp. Như vậy kẻ địch đã làm lộ vị trí của mình. Đây là một điều vô cùng có lợi cho tôi. 3, 2, 1, bật ống ngắm. Và kẻ địch nằm ngay phía dưới tầng 1. Và lúc này bây giờ đây, cách tôi chọn để là bắn vài phát để làm tinh thần của kẻ địch trở nên rối loạn. Và đây thay đạn. Tiếp tục bắn về phía căn nhà để dọa tinh thần của kẻ địch. Lúc này nếu như tôi cứ ngồi đây, chắc chắn tôi sẽ gặp nguy hiểm. Và hoàn toàn điều này không có lợi cho tôi. Và đây lúc này tôi sẽ quan sát phía trên đã. Ngay một trái mìn, phải nói là tên này rất là thâm độc khi mà đã chuẩn bị âm mưu của hắn từ trước. Hắn đang lờ ngay phía cửa sổ như để trêu tức tôi. Phải nói thì đây là một tình huống xử lý vô cùng là khó khăn. Và tôi sẽ lựa chọn là chạy thẳng lên phía trên. Lúc này kẻ địch đã nghĩ rằng tôi đã bỏ đi. Nhưng không, tôi sẽ chạy lên phía trên này một đoạn. Sau đấy thì sẽ lại vòng xuống dưới. Và lúc này thì tất nhiên là chúng ta sẽ giành lại cái vị trí chủ động. Với vị trí chủ động này hạ gục kẻ địch vô cùng là dễ dàng. Chuẩn bị nhá. Con mồi của chúng ta sắp xuất hiện rồi. Lúc này trong đầu hắn đang nghi ngờ, không biết là mình đã rơi khỏi khu vực đấy chưa, hay mình vẫn đang tiếp tục canh. Tên này là một tên có vẻ nguy hiểm. Và chắc chắn lúc này thì chúng ta không thể là xông xuống dưới vội. Và hãy ngồi đây bình tĩnh. Nước đến chân tại sao phải nhảy. Tiếp tục di chuyển lên phía trước này. Phía trước này tạo điều kiện cho chúng ta thuận lợi có thể là nhìn thấy căn nhà Doraemon một cách rõ hơn. Lúc này ngồi đây vị trí vô cùng thuận lợi rồi. Chúng ta chỉ trực chờ cơ hội đấy là khi kẻ địch lên ngay bên phía trên phần mái. Và chỉ vài viên XM8 thôi có thể là kết liễu kẻ địch một cách đơn giản. Và đây bên tay trái thì kẻ địch vẫn chưa xuất hiện. Vì thế tôi quay trở lại vị trí đang ngồi cố thủ của mình tại đây. Và 3, 2, 1. Kẻ địch đã lên phía trên rồi. Hắn đứng ngay cửa để quan sát tình hình xung quanh. Và đây, kết liễu. Chạy nổi không em? Như vậy hành vi thủ nhà của hắn đã bị tôi phát hiện. Tôi là Sỹ Kẹo. Hãy theo dõi tôi trên YouTube. Tôi sẽ giúp các bạn tránh xa khỏi những nguy hiểm. Hello các bạn, thì mình là Thám Tử Sỹ Kẹo đây. Nếu như các bạn thấy thích những cái video của mình thì các bạn đừng quên là nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Tình hình là mình mới làm cái nội dung Thám Tử Free Fire. Thế nên là nếu như mà các bạn có bất cứ những cái góp ý gì thì anh em đừng quên là hãy comment bên dưới video nha. Thì Kẹo sẽ cố gắng sửa và khắc phục trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi nha, ok. Hôm nay thì mình nhảy dù ngay ở cái khu vực là khu quân sự luôn. Chắc là cũng có 1-2 thanh niên thôi. Lúc nãy thì khi mà nhảy dù thì Kẹo cũng đã thấy luôn rồi mà. Ok, thêm một cây UMP nữa cũng khá là ổn đấy. Ui, đây rồi. Một đứa ngay trong nhà này. Đùa nhau à? Rồi nhau, ok luôn. Một mạng đầu tiên hết sức là đơn giản đúng không ạ? Vâng. Tầm này thì không biết là anh em đã ăn cơm chưa? Tầm này thì chắc là cũng phải hơn 11 giờ rồi đúng không nào? Đó. Úi dồi ôi, riêng Kẹo thì chưa ăn đâu. Hôm nay dậy sớm để làm nội dung game Free Fire cho anh em mà. Đó. Rồi nhau, ok. Ui, nhiều đạn ghê ha. Dạo gần đây thì XM8 vẫn đang rất là nóng và rất là hot luôn anh em ơi. XM8 cơn sốt của nó chưa bao giờ hết hot luôn. Cũng rất là may mắn khi mà Kẹo sở hữu skin XM8 quái thú. Và thật sự rằng là cầm cái cây XM8 quái thú này Với lại thì mình có thêm cây MP40 cũng khá là ngon nữa, MP40 cơ khí. Vậy thì ai chơi lại nổ đúng không? Rồi, ok. Anh em nào mà xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bạn cho mình một lượt đăng ký kênh nha, cũng như là các bạn chia sẻ video dùm mình nhá. Ui. Đấy, thế là cả khu quân sự này có đúng một đứa. Ngày xưa khi mà bản đồ game Free Fire đảo quân sự còn nhỏ ấy thì phải nói là khu này rất là hot luôn và nó là điểm nóng. Còn bây giờ thì hầu như là mọi người đã lãng quên rồi. Điểm nóng của đảo quân sự bây giờ là tháp đồng hồ này, cũng như là một số khu vực lân cận luôn luôn có một cái sức nóng hấp dẫn, đấy là cổng trời và đúng rồi, và tháp đồng hồ nữa. Có mỗi hai khu vực như vậy thôi. Rồi nha, ok. Đấy, hôm nay anh thám tử Free Fire Sỹ Kẹo. Các bạn có thể gọi mình là thám tử kẹo thì cũng được luôn nha. Đó. Úi rồi ôi. Mình chạy xuống đây rồi nhưng mà vẫn chưa có ai đâu. Ok này, quần máu này. Quần máu xíu xíu và chuẩn bị là full 200 máu rồi. Phải nói là rất là ngon luôn đúng không nào? Rồi nha, ok, để thêm nấm này. Quá là đã luôn. Ok mọi người. Và đây nha anh em, đây tôi sẽ qua phía này nhá. Ok, chuẩn bị nào. Phía này có gì không đây? Úi rồi, có thêm tí máu này. Ngon lành cành đào. Đây nha mọi người, chúng ta lên đường. Tầm này thì phải nói là vẫn đang còn rất là đông người chơi luôn. Còn lại 32 người chơi nữa nha. Ở cái video hôm qua thì mình làm thám tử Free Fire, cái bộ trang phục nó không đúng lắm. Còn ngày hôm nay đây anh em thấy không ạ, tôi mặc cái bộ trang phục của con nhân vật Alok luôn. Đặc biệt là đội thêm quả mũ tuxedo đấy, trông y hệt là thám tử luôn. Đấy anh em thấy không ạ, trông kẹo mặc cái bộ trang phục này thì cũng ra dáng thám tử phết chứ nhở, đừng đùa anh em ạ. Đừng đùa với ninja rùa nhá. Rồi nhá, ok, let's go nào. Quay anh em có thắc mắc là tại sao mà anh cười nhiều thế, điệu cười của anh cứ khợ. Nhưng mà anh em ơi, đôi khi là cuộc sống mà mình cười để cho đời thêm vui đấy. Lý do đơn giản vậy thôi. Nên là lúc nào mà mình cười được là mình cứ cười thôi. Còn lúc mà anh em ví dụ như là không còn răng để mà cười, lúc đấy già quá rồi thì vãi cả trường. Rồi nha, một cái nâng giáp. Thì cái nâng giáp ở đây nó không có mìn đâu. Thoải mái đi. Thoải mái qua ăn luôn chứ ngại gì. Đó. Ui. Bên trên kìa anh em thấy không ạ, có luôn một cái bông keo nhá. Một cái bông keo màu đen này nhá. Oh my god, khả năng cao là xung quanh khu này có người. Thế nên là nói chung là cứ bình tĩnh thôi ngay mày đây. Rồi nha, ok. Tôi sẽ di chuyển qua cái phía này nhá. Đó. Đi đường vòng đi. Chứ còn là thấy ngay bông keo đấy chạy thẳng chúng ta lại vả cho không trượt phát nào thì... Ok. Rồi nha, ok, đây mình let's go lên phía trên này nhá. Đấy. Từ di chuyển lên trên này thì nó là một cái cách di chuyển mà nó khá là an toàn luôn. Anh em thấy không ạ? Nhưng mà kẹo thì kẹo chưa thấy cái thằng kia đâu. Thế như là đối với kiểu này ấy, mình nghi ngờ cao là nó ngay ở phía căn nhà Doraemon. Chắc là vậy rồi. Ui, đậu xanh này. Một hòm xác này. Vãi trưởng nhở. Công nhận là khá là thâm luôn. Ui, thấy rồi nhá. À, thằng bé vừa chạy ra khỏi căn nhà Doraemon à. Ui dồi ôi. Sao bạn lại chơi thế này? Cái này có khác gì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đâu. Ui dồi ôi, lại hồn. Khổ lắm cơ bạn ơi. Ôi, bên trên có người luôn. Rất là căng anh em ạ, bên trên chúng nó bắn nhau kìa. Cái kiểu này thì nếu mà như kẹo không di chuyển sớm thì có lẽ là hơi căng đấy. Cẩn thận là bị móc lốp thì thôi xong vãi chợ. Ui, lại cả mì nữa. Ui, ông này ông chơi thâm độc thế. Ông ấy đứng ngay cửa sổ ông trêu tôi à. Đậu xanh, được, thật sự hay lắm. Đồng số nhau, ok. Tầm này mình nghĩ là chúng ta nên chạy lên phía trên đi. Đó, cứ chạy lên phía trên cái đã cho nó an toàn. Khổ lắm cơ. Chứ còn là đứng đấy thì sợ thằng nào móc lốp thôi. Mình sợ mấy thằng móc lốp đây, thể. Đấy, tự nhiên đang kiểu căn sọ thằng kia mà thằng các móc lốp cái lên bảng điểm số thì thôi quá buồn luôn đúng không nào. Rồi nhá, ok anh em. Thằng bé thì nó vẫn chưa chạy lên. Tôi ngồi đây thì thấy không ổn lắm anh em ạ. Thôi, chắc là chạy xuống dưới trụ điện kia. Ok. Chạy xuống dưới trụ điện kia canh nó cho dễ nhá. Nãy mình thấy nó lượn ra ngoài rồi. Thằng bé lượn ra ngoài chắc là canh tôi đi mà. Đấy, thằng bé thông minh vãi cả trưởng ra. Được. Có giỏi lên tường đi em ơi, lên tường đi. Ra ngoài đi em ơi, ra ngoài anh bắn cho bây giờ. Anh em ơi nhá, nó đang ngay trong căn nhà Doraemon nhá. Chắc là nó đang giúp chỗ nào đấy thôi. Được, thông minh lắm, hay lắm. Được, hôm nay là gặp phải cao thủ rồi đây anh em ơi. Thằng này là nó hơi bị nguy hiểm nhá. Đấy, những thằng nguy hiểm nhất Free Fire luôn, đừng đùa. Đâu rồi? Đậu xanh à? Mấy giỏi mới ra đây. Đủ à? Ra đây em ơi. Đúng rồi, ra đây này. Úi dồi ôi, này làm sao? Trời ơi, chạy sao nổi. Ngon lành luôn anh em ơi. Rồi nhá. Hành vi thủ nhà của anh đã bị tôi phát hiện rồi nhá. Đậu sang thanh niên. Chơi game không chơi, đây là game sinh tồn cơ mà ông đi thủ nhà tôi lại ông, tôi bái phục ông luôn, đậu xanh. Là mấy cái thằng ấy chơi game không chơi đi thủ nhà này tôi cũng lại luôn anh em ạ. Rồi nhá, ok. Và đây check mìn thì không có mìn đâu. Thì từ từ anh em mới lên trên hốt xác nó luôn nhở. Xem là có trang bị gì ngon không là kẹo lượm luôn nhá. Ui, khá là nhiều trang bị ngon đấy, đặc biệt là có cái chảo che mông này đấy. Ui rồi có chảo che mông đỡ hẳn luôn. À, thêm giảm thanh này tuyệt vời ông mặt trời. Được, quá là ngon luôn. Rồi nha, ok, let's go. Và tiếp tục qua hành trình đi kiếm top 1 thế nào. Bên trên có ống xác, nãy là kẹo chưa kịp lượm, nên là bây giờ thì kẹo tranh thủ lượm luôn nha. À, thêm được một cái bán súng level 2 cũng ngon sương sương chứ nhở, đừng đùa. Ui, vãi trưởng, gì vậy? Lên đây à? Đậu xanh này mới lên đây. Tận đùa mày đấy à, đậu xanh này. Mày lên đây, đùa nhau à, Ui rồi ôi, mày lên đây. Nó lên đây mình vả nó luôn anh em ạ, được. Thâm phết nhở. À, chạy à? Chạy nổi không em? Đùa nhau à? À, đứng sau gốc cây cơ à? Ui rồi nhau, ok. Anh là anh quyết định anh đứng đây anh canh chú luôn nhá, xem là làm gì nhau. À, gạ team up hả? Dạo này là nhiều đứa thích gạ team up và anh thám tử nhở. Ui rồi tôi thám tử Free Fire, thám tử Sỹ Kẹo đây thì không thèm gạ team up đâu nha, đừng chơi trò đấy nhá. Ui rồi ôi, đùa nhau đấy à, đứng lại. Rồi ok đây. Rồi nha, ok anh em. À ha, mày tưởng là mày đứng gốc cây mày ngon hả? Ok, anh có nhiều bông keo mà. Còn 2 trái bông keo nữa. Ui rồi. Chạy đâu hả mày? Ui rồi ôi, chạy đâu hả? Đứng lại nha anh. Con chó này mày chạy đâu à? Đùa với anh đấy à? 4 trái lựu này. Khóc đi em ơi. Anh khóc nỗi đau này đi em ơi, đậu xanh này. Ui. Vãi. Hình như là nó qua phía nhà kho rồi thì phải. Ui rộng keo luôn, được. Hay thật sự, được. Anh là anh phải nể chú luôn nhá. Thêm trái lựu này. Bùm. Ôi, nó chạy rồi anh em ơi. Công nhận là khá là nhanh tay đây, được. Thật sự luôn anh em ơi, đứng đây nhá. Ui vãi. Bạn là mình bất ngờ đấy. Thanh niên này phải nói là trình độ IQ của bạn ấy cũng khá là thông minh đấy, đừng đùa. Ui rồi ôi, anh em thấy nó chưa nhở? Dương kẹo thì kẹo chưa thấy nó đâu. Nó chỉ quanh quẩn đây thôi mà công nhận là cũng khó nhai nó phết. À thì ra là lên phía trên à? Tưởng gì xuống đây em ơi. Đậu xanh này, đánh lạc hướng anh cơ à? Được. Không phải anh em ơi. Đây là cái thằng khác, thằng kia nó dựng bông keo hình màu đen cơ mà. Ui vãi, được thật sự luôn, thằng kia nó đã chạy rồi. Hay lắm. Được luôn này. Ra đây em ơi. Ui rồi có giỏi ra đây. Đậu xanh nhá, mình đứng ở đây nhá. Ok. Bạn ra đây cái mình sấy bạn không trượt phát nào luôn. Chắc là nó thấy mình rồi. Nó ngay sau căn nhà vệ sinh thôi, nó thấy mình rồi đấy, đừng đùa. Ui, chổng đi để gạ địch anh em ạ. Chổng mông treo địch luôn chứ ngại gì đúng không nào. Ui đây. Biết rồi nha, anh bắn giả vờ thôi. Nó tưởng là mình không biết vị trí của nó đấy. Nghĩ gì anh thám tử Free Fire mà lại tôi thám tử nhá. Suy luận cực kỳ thông minh. Dăm ba cái trò rơm này. Lên anh em. Hành vi gọi là hành vi đẩy xuống định ăn tôi đấy của anh đã bị tôi phát hiện rồi nhá. Đùa nhau à. Rồi nha anh em, còn tiếc gì mà không cho anh thám tử Sỹ Kẹo. Anh em cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ nhá. Ui, có ngay một đứa gọi drone thính ngay lúc ba thu á. À được rồi, hay đấy. Khá là hay đấy anh em. Rồi nha, ok, mình tranh thủ mình lút đồ cái đã. Ui, rất là nhiều đồ ngon rồi. À, chỗ kia đang còn xe cơ mà. Rồi nha, chạy ngược bo lên anh em ơi. Ra lấy xe nhở. Lấy xe chạy đi xem thằng nào nó gọi drone thính kia. Được nhở. Nói chung là pha này là hơi căng nha anh em ơi, bo thu rồi nhá. Bo này là phải nói là bo căng đấy. Úi rồi thính đang lăn. À, cái này anh em ơi, cái này là một âm mưu nhá. Vòng lại ngay anh em ơi. Cái này là nó một đứa cố tình thả thính lăn từ trên đồi xuống luôn để cho nó hiện cái vị trí của thính trong lúc ngay bao thu mình tưởng là có người. Ui, nham hiểm thật sự luôn anh em ơi, được thật sự luôn. Rồi nhá, đúng là anh phải nể chú luôn vì cái trình độ IQ gọi là chơi game thông minh vãi cả trưởng. Được, hãy anh em. Và bò trước cái đã anh em ơi, anh thám tử Free Fire và sẽ cố gắng kiếm top 1 luôn nào. Ok, let's go mọi người. Ui, bên tay phải có người luôn. Riêng mình thì mình thấy rồi nhá, nó ngay tròi luôn. Riêng mình thì mình sẽ không chạy qua đó. Ngay ở tròi thì đấy là một cái pha vô cùng là bất lợi đối với Kẹo luôn. Nên là đứng tạm gốc cây này. Các anh chú nói anh em ạ, đây cũng sẽ là một cái chỗ mà canh bo hợp lý luôn nhá. Nó rất là gần bo tiếp theo luôn. Ôi vãi cả trưởng, anh nào đấy, anh nào đấy. Ui rồi ôi anh ơi, anh bản em kinh thế nhờ. Ôi vãi cả trưởng anh em ơi. Nó cầm A đúc nó dã mình một viên còn 45 máu, sợ vãi trưởng. Anh ơi tha em đi, đừng thế mà. Anh ơi tha em đi. Đậu xanh gặp mấy thằng thâm phết nhở. Mày lên đây. À mày đùa với tao đấy à, lên xe xuống vả luôn nó này, thằng mất dậy này. Quân trắng à, ui rồi. Quân trắng tưởng thế là ngầu à. Rồi nha anh em, ui bắn ra thế còn 92 máu đây. Ô thôi tao lại mày, khổ lắm ăn viên phóng liệu anh em ơi. Tầm này thì anh thám tử cũng tắt điện rồi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip thám tử Free Fire tiếp theo, bye bye.